thân mến, hôm nay các bạn hãy cùng mình tô màu cho chiếc máy bay này nhé. Và chúng ta sẽ tô màu xanh. Chúng ta sẽ tô màu cho chiếc đám mây. Tiếp tục. Chiếc máy bay của mình thì mình sẽ tô ở đây là màu cam, nên chúng ta sẽ tô màu cam. Các bạn thân mến, vậy là mình đã tô xong cho một chiếc máy bay đang bay ở trên bầu trời rồi. Đừng quên like video và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.